Vâng, đá phong thủy NG xin chào cả nhà ha. Thì hôm nay ở cái video này thì em làm cái video để mà hướng dẫn cho mọi người phân biệt đá quý ha. Tại vì có một số anh chị em vẫn thường hay gửi hình bên NG và hầu như là ngày nào cũng có và rất là nhiều luôn. Nên thành ra hôm nay em làm một cái video để phân tích. Thì nói về đá quý thì bốn cái loại mà được thế giới công nhận chính đó là kim cương, ruby, sapphire và emerald. Thì ở Việt Nam chúng ta thì chỉ có ruby và sapphire mà thôi đó. Thì kim cương và emerald thì quên cái chuyện đó đi ha quý vị ha, quên đi cái chuyện đó đi. Thì ở Việt Nam chúng ta làm sao mà để mà phân biệt được giữa ruby, sapphire và những cái dòng đá cụi thông thường mà quý vị đã gửi qua bên LNG ha, để gửi hình cho em xem. Mà hầu như là tình hình chung là các anh chị gửi hình là chụp lúc nào cũng nhòe, hoặc là thiếu sáng, hoặc là không có rõ, khó mà phân tích lắm. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua về những cái viên đá mà ruby hoặc là sapphire không quý vị ha. Kênh Đá Phong Thủy LNG xin chào quý vị nhé. Thì quý vị cảm thấy kênh thú vị và nhiều hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và hướng dẫn như sau nhé. Chúng ta vào YouTube và gõ Đá Phong Thủy LNG. Sau đó chúng ta đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video chia sẻ về kiến thức về đá và phong thủy quý vị nhé. Vâng, thì lý do tại sao em bảo rằng là nói về kim cương và emerald mà việc tìm kiếm ở Việt Nam là quên đi thì bởi vì mỗi một cái dòng đá với cái sự hình thành của nó và cái sự tiếp nhận của vỏ trái đất của mỗi quốc gia là nó phụ thuộc vào cái cấu tạo của địa chất và cái dư chấn của địa chất ha quý vị ha. Ví dụ như là kim cương đi, thì kim cương nó nằm sâu dưới lòng đất với một cái áp suất lớn và với một cái nhiệt độ cao để nó có cái sự hình thành ha quý vị ha. Và để nó lên tới cái mặt đất thì nó qua những cái sự dư chấn như là động đất nè, động đất, bề mặt của vỏ trái đất rạn nứt và ở dưới nó sồi sụp lên ha quý vị ha, là một. Thứ hai nữa là sự phun trào của núi lửa, sự phun trào của núi lửa tống nó lên thì nó mới có cái sự hiện diện của kim cương. Và như thế thì Việt Nam mình thì như quý vị cũng biết rằng là đã rất là lâu rồi ha, đã rất là lâu rồi và cũng chỉ có những cái quả núi lửa nho nhỏ thôi ha quý vị ha. Nên thành ra việc tìm kiếm emerald và kim cương ở Việt Nam chúng ta thì nên quên đi. Và đây là những cái sự hiện diện của đá quý mà chúng ta có thể nhìn bằng mắt hoặc là chúng ta qua cái thẩm định để mà chúng ta biết ha quý vị ha. Trước tiên á, thì chúng ta nhận dạng sapphire và ruby qua cái cấu tạo tinh thể. Thì tạm thời khoan nói đến cái dòng đá cụi ha quý vị ha. Thì như quý vị thấy đây, tinh thể của sapphire và tinh thể của, đây là tinh thể corundum sapphire ha quý vị ha. Thì quý vị có thể thấy là cái cấu tạo của nó là hình lục lăng ha quý vị ha. Cái cấu trúc của nó là hình lục lăng. Đó. Thì đây là một cái khay tinh thể sapphire như quý vị thấy ha. Viên nào cũng như viên nấy luôn. Đó. Đây là cái cấu trúc tinh thể của corundum sapphire. Còn cái cấu trúc của sapphire thì em quên mang ra đây để làm video rồi. Đó. Đây là những cái cấu trúc của viên tinh thể sapphire ha quý vị ha. Đó, nhìn qua một cái là chúng ta biết đây là cấu là tinh thể corundum sapphire. Còn đây là ở cái dạng mà khi mà người ta khai thác thì người ta sẽ thấy những cái dạng như là mảng mảng như vậy ha quý vị ha. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng tinh thể vì quý vị có thể thấy là nó ở hình dạng lục lăng nè. Đó. Và điều đặc biệt là quý vị sẽ thấy được cái cái cấu trúc ở giữa của viên tinh thể như là hoa thị hoặc là ô quái hả quý vị ha. Như đây gọi là ô quái nè. Đó. Đây là ô quái nè. Còn hoa thị hoa thị là như này. Đây. Chúng ta sẽ thấy là nó có một cái tâm ngay giữa ha. Và nó sẽ xẻ ra làm 6 cánh. Đó là cái cấu trúc của pháp thị trên sapphire. Còn đây là cái cấu trúc tinh thể của dòng ruby.
Đây là cấu trúc tinh thể của dòng Ruby hả quý vị ha. Và dòng này thì được tìm thấy ở Lục Yên, Yên Bái của Việt Nam chúng ta, Nghệ An hả quý vị ha. Đó, đây là những cái tinh thể, nó có ở dạng đơn và có ở dạng chùm hả quý vị ha. Chắc em mang cái khay chùm rồi quá. Em mang cái khay mà Ruby chùm rồi quá. Vâng, còn đây là cấu trúc tinh thể Ruby dạng chùm hả quý vị ha. Và những và cái viên này trước mắt chúng ta đây là một cái viên hoàn toàn là thiên nhiên, chứ không phải như là những cái viên tinh thể Ruby được dán ghép hả quý vị ha. Đây nữa nè. Đó, nó ở dạng chùm. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua ở cái vàng cội hả quý vị ha. Xem cấu trúc nó như thế nào để mà chúng ta phân biệt được giữa đá quý và đá thường, giữa ruby và sapphire ha. Vâng, để thực hiện được cái video này thì chúng ta phải phóng to ra ha. Thì như quý vị thấy đây, cái viên đá của chúng ta nó có cái sự phân tầng ha, viên ruby của chúng ta nó có sự phân tầng. Thì quý vị sẽ thấy nó thành khoanh và xếp tầng thật là mỏng hả quý vị ha. Và cái trục của cái phân tầng này thì nó y như là trục sao luôn. Những viên ruby sao mà quý vị thấy mặt trên sao, mặt dưới sao là nó là một là nó nằm trên một trục hả quý vị ha. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy được cái độ phân tầng của cái viên ruby nè. Để em phóng to ra xíu. Đấy. Quý vị sẽ thấy được cái độ phân tầng của viên ruby nè. Và hầu như là viên ruby và viên sapphire, nói chung là những cái dòng ruby và sapphire ha, hai cái dòng đá quý ở Việt Nam chúng ta thì hầu như đều có cái độ phân tầng này cả. Và nếu mà ở đây thì sẽ trên này nó cũng sẽ có hả quý vị ha. Nó giống như trục sao vậy đó. Đó. Cái viên này khó thấy quá. Do nó thiếu sáng hả quý vị ha. Khi mà đủ sáng là chúng ta sẽ thấy được cái độ phân tầng của nó nè. Đó, nó có cái sáng sáng nè quý vị thấy không. Để em qua viên khác đi. Trời ơi. Qua tới cái viên này ha, thì như quý vị thấy là cái điểm em đánh dấu đây là để canh cái trục phân tầng của nó, thì quý vị có thể thấy là nó sẽ có những cái lớp mỏng mỏng như thế này nè, nó xếp chồng lên nhau đó, nó xếp chồng lên nhau ha, lớp từ đây sang kia, lớp từ đây nè, từ trục này nè sang tới cái trục bên này đó. Cái này phóng to quá quý vị không thấy được luôn á. Đó, em lạng là quý vị có thể thấy được cái độ phân tầng của nó ha. Để coi đây đi cho nó dễ thấy. Vâng, và cái viên này là cái viên sapphire vàng nè của Lục Yên, Yên Bái nè. Thì bây giờ em sẽ zoom gần lại ha. Em sẽ cho đèn vô để cho quý vị dễ cảm nhận được. Đấy. Đó, quý vị có thể thấy ha, cái độ phân tầng của nó xếp lớp nè. Những cái điểm sáng á là cái độ phân tầng của nó xếp lớp lên tới trên đầu ha, lên tới trên đỉnh của nó. Và mặt bên này thì là mặt bên này hả quý vị ha. Đối xứng. Thì quý vị sẽ thấy được cái lớp xếp tầng của nó. Đấy. Thì hầu như là ruby và sapphire các loại luôn, nó đều có cái độ phân tầng như thế này ha. Vâng, và đây là cái viên ruby Lục Yên, Yên Bái hả quý vị ha. Và bây giờ em cho đèn vô để quý vị có thể cảm nhận được cái độ xếp tầng của nó nè. Đó, quý vị thấy ngay chỗ em đánh dấu X ha, là một cái đỉnh của cái xếp tầng. Đấy, quý vị thấy là nó chồng lên nhau xuống tới dưới luôn ha, và qua tới mặt bên kia của viên ruby. Đấy, qua tới mặt bên này của viên ruby ha. Đây. Đấy, quý vị thấy không? Cái độ xếp tầng của nó thì hầu như là ruby và sapphire, corindon ruby và corindon sapphire.
đều có cái độ xếp tầng như thế.